Xin chào toàn thể mọi người đến với kênh Nguyễn Hùng nha. Hôm nay thì tiện mình làm một bộ sáo và còi D43 nha. Mình sẽ dẫn mọi người cách vẽ cái miệng này nhá, vẽ cái mực này. Để mình lấy dao mình mở cho nó được đẹp mọi người nhá. Đấy, cái thứ hai là nó tùy theo lượng gió nhá. Gió để cho có để làm một cái miệng như này nhé. Ở chỗ mình thì gió nó thường nó to nhất nó chỉ 18 thôi mọi người nhé, cho nên là mình hãy chia cho 3,6 mọi người nhé, ống thì ống ít người chia 3,6 thì sẽ ra được đường kính của mắt của miệng sáo mọi người nhé. Đấy, ba lấy 43 chia cho 3,6 thì nó ra được 1/2 mọi người nhé. Mình mở đúng 1/2 đây, đo 1/2. Đây. 1/2 mọi người nhé. Đây. Thì mọi người chuẩn bị cho mình một cái dây thít này. Đây, dây thít nhựa nhé. Một đường thẳng bên trên nữa nhé. Đường thẳng bên trên trước ạ. Cái tít của nó ấy căn cho 3 điểm tặng án nhé. Nó có một chiếc đấy, vậy đã xong một chấm điểm rồi nhé. Mọi người cứ lấy dao quét trong cái vòng vuông thôi nhé.